Dạ vâng, xin chào mọi người đến với kênh video văn hóa dân tộc của mình nhé. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip để giới thiệu cho mọi người. Hôm nay vào ngày 5 tháng 12 âm lịch năm 2020. Hôm nay thì câu lạc bộ hát song hào văn hóa dân tộc của xã Phong Vân tổ chức tổng kết kỷ niệm 10 năm ngày thành lập hội. Hôm nay thì hiện tại đang vào buổi trưa thì các cô chú anh chị đang tổ chức ăn uống và tí thì sẽ có những bài song hào giao lưu nhé. Có khá là đông mọi người nhé. Sáng hôm nay thì cũng tổ chức hội nghị ở trong nhà văn hóa nên bây giờ đang là ở trong khu vực trong chợ đang ăn cơm và cũng cơm xong rồi bây giờ đang chuẩn bị giao lưu hát song hào nhé. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người cùng xem ở khu vực này và tí mình sẽ quay những clip hát si song hào nhé. Đây khu vực này là bếp tổ chức để ăn uống này. Đây cũng là một số cũng đã ăn xong, chị em đang chuẩn bị rửa bát. Đây đằng kia thì đang có các cô chú anh chị đang hát song hào rồi nhá. Sư ga lồ. Đây là khu vực bên này đang nhá, đang chuẩn bị dọn nhá, mình sẽ quay cho mọi người khu vực bên này thì này. Ở đằng bên này thì có các cô chú anh chị đang ngồi uống nước. Và tí thì sẽ hát và một số đôi cũng đã hát rồi nhá. Đây khu vực này là mình sẽ nói với các bạn khu vực trong chợ Phong Vân này. Huyện Long Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay khá là đông mọi người nhá. Đây có cô chú anh chị này đang hát rồi này. Mình quay trong này thì trời nó hơi tối nên không nhìn thấy rõ mặt này. Đây có khá nhiều các xã bạn đến giao lưu nhé mọi người nhé. Đây khu vực này thì những đôi đang hát nữa, bây giờ tí mình sẽ quay cho mọi người cùng xem vài clip hát. Bây giờ là mình quay toàn cảnh khu vực này để mọi người cùng biết là hội hôm nay thôi. Hôm nay là ngày tổng kết hội 10 năm ngày thành lập hội. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người những clip hát song hào nhé. Mình sẽ kết thúc video của mình tại đây. Một lần xin cảm ơn mọi người đã xem video. Và mọi người nhớ đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Một lần xin cảm ơn.